Đây là chương trình cùng bạn đọc sách của Vụ Thư Viện, thực hiện bởi Thư Viện Lâm Đồng qua giọng đọc Thanh Tâm, cộng tác viên của Thư Viện. Audiobook Chuyện Con Mèo và Con Chuột Bạn Thân Của Nó, tác giả Luis Sepúlveda. Lời mở đầu. Tôi có thể nói rằng Miss là con mèo của Max, nhưng tôi cũng có thể tuyên bố rằng Max là con người của Miss. Câu chuyện bắt đầu như thế, gắn bó với nhau từ thuở thiếu thời, cho tới ngày Miss đã già và bị mù lòa, thì Max cũng tình nguyện không xê dịch bất cứ thứ gì trong nhà mình nữa. Thế nhưng, đâu chỉ có chuyện người và mèo làm bạn cùng nhau. Miss còn kết thân với Max, còn chuột ba hoa lắm lời, còn cùng nhau dọa cho tên trộm sợ chết khiếp ấy. Cùng nhau thực hiện những chuyến phiêu lưu trên mái nhà để Max ngộ ra rằng không phải cứ có cánh mới bay được. Dưới ngòi bút tài tình của Luis Sepúlveda, tình bạn tay ba Max, Miss, Max đã được kể một cách đầy ngọt ngào, lôi cuốn. Và cuốn sách đẹp đẽ này sẽ khiến lũ trẻ và cả người lớn nữa tan chảy. Đúng là một món khoái khẩu. Dành tặng các cháu Camille, Daniel, Gabriel, Aurora và Valentina. Chương 1. Tôi có thể nói rằng Miss là con mèo của Max, nhưng tôi cũng có thể tuyên bố rằng Max là con người của Miss. Tuy nhiên, như cuộc đời vẫn dạy chúng ta rằng, thật không công bằng khi ai đó sở hữu một ai đó khác. Vậy nên, chúng ta hãy cứ nói rằng Max và Miss hay Miss và Max cả hai yêu thương lẫn nhau. Max và Miss hay Miss và Max cùng sống trong một ngôi nhà tại Munich. Ngôi nhà đó ngụ trên phố, trồng đầy những cây dẻ lớn, những cái cây tuyệt vời phủ bóng mát vào mùa hè và là niềm vui lớn lao đối với Miss, nhưng lại là nỗi sầu muộn không cùng đối với Max. Hồi Miss còn nhỏ xíu, trong một giây lát, Max và mấy anh em không để ý, Miss đã tót ra được ngoài phố. Nghe thấy tiếng gọi phiêu lưu từ trong bản năng, nó leo lên tận cành cao nhất trên một cây dẻ, và lúc đã ở tít trên đó, nó mới ngộ ra rằng giờ trở xuống thật chẳng dễ như khi trèo lên. Vậy là bấm chặt móng vuốt vào cành cây, nó bắt đầu cất tiếng meo 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 inh ỏi để cầu cứu. Max hồi ấy cũng còn bé xíu, đã trèo lên cây dẻ với ý định mang Miss xuống, nhưng để lên đến cành dẻ cao nhất, cậu nhìn xuống dưới và rồi hoa mắt chóng mặt. Cậu nhận ra rằng cả mình cũng không thể trèo xuống được. Một ông hàng xóm đã gọi cứu hộ và lính cứu hộ tới trên một chiếc xe tải đỏ chở đầy những thang là thang. Ở phía dưới, các anh trai của Max, mấy người hàng xóm và bác nữ thư cứ gọi tướng lên: ở yên đó Max, ở yên đó Miss. Trưởng đội cứu hộ đội một chiếc mũ bảo hộ sáng chói, và trước khi leo lên chiếc thang rút, ông hỏi xem đâu là Max và đâu là Miss. Trong lúc đó, trên cành dẻ cao nhất, Max đã bế được Miss vào lòng và bảo nó: xem bọn mình gây rắc rối chưa nào Miss. Này, hãy hứa với tao là mày sẽ không bao giờ dở lại cái trò leo lên tận cành cây cao nhất trước khi học leo lên rồi leo xuống những cành thấp cho thành thạo đã nhé. Đó là điều Max đã nói trên cành dẻ cao nhất. Vì Miss là bạn của cậu, mà bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau, bảo ban nhau, cùng nhau chia sẻ thành công cũng như sai lầm. Xuống được bên dưới, Max và Miss còn nhận thêm vài lời khuyên răn của ông đội trưởng cứu hộ rồi mới được về nhà, mình mẩy vườn đầy phấn hoa dẻ. Chương 2. Miss lớn lên. Đầu tiên nó trở thành một cậu mèo đẹp mã với cái lưng đen tuyền, phần ngực trắng như bông. Rồi tiếp đến là một chàng mèo trưởng thành, mạnh mẽ và rắn rỏi. Max cũng lớn lên và trở thành một cậu thiếu niên ngày ngày đạp xe tới trường. Nhưng trước khi rời nhà, cậu luôn cọ rửa thùng cát của Miss rồi cho đầy vào bát ăn của nó một suất pate yêu thích, loại có vị cá. Max luôn trông chừng Miss, còn Miss thì luôn trông chừng cái tủ bếp để không có con chuột nào bén mảng lại gần được gói ngũ cốc vị sô-cô-la, món khoái khẩu của Max.
Dù trong nhà không hề có chuột, Miss vẫn vui vẻ đảm nhận nhiệm vụ canh gác tủ bếp vì nó biết Max là bạn nó, mà bạn bè thì phải chăm lo cho hạnh phúc của nhau. Một chiều nọ, một cậu bạn cùng lớp với Max bảo gì đó liên quan tới mặt mũi của Miss. Và khi cậu ấy về rồi, Max liền mở từ điển bách khoa chữ M, tìm từ mặt nghiêng và đã thấy nhiều bản sao các bức vẽ thời cổ đại. Chúng khiến cậu thích thú. Vậy là cậu gọi Miss tới, cho nó leo lên mặt bàn rồi chỉ cho nó xem cuốn từ điển. Nhìn này Miss, bạn tao nói đúng đấy. Mày có khuôn mặt nhìn nghiêng mà người ta gọi là khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp. Đúng thế, Miss là con mèo có khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp. Chính điều đó làm tôn thêm đôi mắt to màu vàng của nó. Chốc chốc, Max lại chỉ cho nó xem mấy cuốn sách về Hy Lạp cổ đại và nói với nó về những người anh hùng tên là Agamemnon, Achin, Ulysses và Menelaus. Tất cả họ đều có khuôn mặt nhìn nghiêng giống Miss. Rồi thỉnh thoảng, Max gọi Miss. Và khi con mèo không chạy tới theo tiếng cậu gọi, cậu lại ra phố hỏi ông chủ sạch báo hoặc bác đưa thư. Các bác có thấy một con mèo to, lưng đen, ngực trắng không ạ? Một con mèo có khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp à? Có đấy, bác có thấy nó. Nó đã leo lên một cây dẻ, rồi từ đó nó phóc lên mái nhà. Con mèo có khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp đó rất là khéo léo. Vậy là Max yên tâm vì cậu biết Miss Trich trở về khi nào nó muốn và rằng nó đang lang thang khắp các mái nhà tận hưởng cuộc đời tự do của loài mèo. Bạn bè thì luôn chăm lo cho tự do của nhau. Chương 3. Thời gian của mèo khác với thời gian của con người. Sau nhiều năm, dần già, Max thay đổi, trở thành chàng thanh niên đầy dự định và ước mơ. Miss cũng thay đổi, từng chút dần trở thành một con mèo già. Max thích tự nhủ rằng không con chim nào sinh ra là đã biết bay, nhưng rồi sẽ đến lúc tiếng gọi từ không trung chiến thắng được nỗi sợ hãi, và khi ấy cuộc đời sẽ gọi nó dang rộng đôi cánh bay. Đó là lý do tại sao đến năm 18 tuổi, khi Max quyết định sống tự lập, nhờ phụ huynh giúp đỡ, cậu đã thuê được một căn hộ nhỏ trên một con phố yên tĩnh rợp bóng cây. Từ bây giờ, đây là nhà của chúng ta nhé Miss. Sẽ có lúc tao buồn khi thấy nhớ bố mẹ và các anh chị em. Nhưng tao có mày rồi, chính mày đấy. Và tao biết mình không đơn độc. Max vừa nói vừa mở toang cánh cửa căn nhà mới. Miss làm quen rất nhanh với ngôi nhà mới nằm tít trên cùng một tòa chung cư 5 tầng. Và giờ, nó có thói quen ngồi trên bậu cửa sổ với vẻ chăm chú của loài mèo ngắm nhìn mọi sự xảy ra phía bên kia cửa kính. Max biết rằng được ra ngoài trời là điều quan trọng đối với Miss. Chính vì thế, cậu đã trổ một ô cửa trập trên mái toilet và lắp một cái thang để Miss có thể dạo chơi thoải mái bên ngoài. Bạn bè thì luôn thấu hiểu những hạn chế của nhau và luôn ra tay giúp đỡ. Ngày ngày, Miss khám phá khắp mái nhà và khi trở xuống nó lại cảm ơn Max bằng cách vừa cọ cọ vào chân cậu vừa kêu rrrr. Vậy là hai người bạn cùng chia sẻ căn phòng nhỏ với nhau. Và trong lúc Max nghiên cứu sách vở, những cuốn sách tiết lộ với cậu biết bao bí mật về toán học, hóa học và vật lý, thì Miss yên vị kề bên chân Max, hồi tưởng lại những cái cây mà nó đã trèo lên, những con chim đã vỗ cánh bay mất khi nó tiến lại gần. Cơn mưa đã khiến nó ướt nhẹp, hay lớp tuyết nghiến xào xạo dưới bước chân nó. Những người bạn thật sự cũng chia sẻ cả những thời khắc yên lặng với nhau. Max học bài trong lúc tuyết rơi khắp thành phố. Cậu học bài mà thậm chí không ngắm nhìn cả những lộc xanh báo hiệu mùa xuân về trên những cành cây. Cậu học bài, cửa sổ mở toang cho ánh nắng tràn vào khắp nhà và vẫn cứ học khi nghe ngày dần ngắn đi và khi cái màu xám lạnh lẽo của đông đã xâm chiếm khắp mọi nẻo. Bao dự định và ước mơ đều phụ thuộc cả vào những nỗ lực ấy và cậu đã toàn tâm toàn ý dốc sức vào nhiệm vụ lớn lao là tìm hiểu tại sao mọi sự vật hiện tượng lại như chúng vẫn đang là và làm sao để cải thiện mọi thứ. Miss bắt đầu bỏ thú vui khám phá các mái nhà và tự nhủ, chắc đấy là tại mùa đông, tại thiếu ánh sáng và tại màn sương mỏng cứ phủ lên khắp đồ đạc trong nhà. Chương 4. Một ngày mùa đông nọ, có người gõ cửa
Và như thường lệ, Miss chạy ra phía cửa để là người đầu tiên chào đón vị khách tới thăm nhà. Max nhìn thấy Miss đi ra hành lang, cậu cũng nhìn thấy trên sân nhà có một thùng sách cậu định đem trả thư viện. Một thùng sách vốn chưa bao giờ được đặt ở đó, và cậu cảm thấy đau đớn tột cùng khi thấy Miss đâm sầm vào đó. Ngày hôm đó, Max chẳng ngó ngàng gì tới vị khách. Cậu ôm Miss vào lòng, rồi chạy một mạch tới nhà bác sĩ thú y. Chẩn đoán đưa ra thật đau đớn, nghiệt ngã và bất ngờ. Miss bị mù. Kể từ ngày hôm đó, không đồ đạc nào trong nhà thay đổi vị trí nữa. Nếu có người xê dịch một chiếc ghế, người đó sẽ phải trả nó về chỗ cũ ngay sau đó. Và các cửa phòng luôn để mở, giúp Miss đi lại cho dễ dàng. Những người bạn thật sự thì luôn để tâm tới nhau. Miss, con mèo mù có gương mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp, thôi không còn trèo thang lên ô cửa trập trổ trên mái nhà nữa. Và mặc dù chậm chạp đi rất nhiều do bị mù, nó vẫn đi loanh quanh khắp căn hộ. Nhờ tài đánh hơi và trí nhớ siêu việt của loài mèo, nó chẳng gặp vấn đề gì trong việc tìm đường về chuồng hay tới chỗ đặt bát pate yêu thích của mình. Nằm sát bên chân Max, nó nghe tiếng ngón tay loạt soạt lật sở trang sách, chăm chú lắng nghe cậu bạn mịt mài đọc đi đọc lại các bài khóa cho đến khi cậu thuộc lòng chúng. Thính giác nó nhạy bén và nó biết phân biệt giữa âm thanh từ một ngòi bút máy đang viết với tiếng động phát ra từ một ngòi bút chì. Trong căn hộ kề bên có một nữ sinh trường nhạc sinh sống và Miss tỏ ra hạnh phúc vô cùng khi nghe tiếng cô gái khẽ thì thầm. Nào, xem mình xoay sở ra sao với Bách đây. Vì tiếng đàn dương cầm ru nó vào giấc ngủ và khi ấy màn sương mù che phủ đôi mắt nó mang sắc màu hạnh phúc. Thính giác nó trở nên nhạy bén đến mức nó nghe được cả tiếng những người thuê nhà tầng dưới. Một trong số họ không thích bơ đậu phộng, còn một bà đáp lời rằng bơ đắt quá. Một người khác thì dám chắc lưỡi dao cạo đã cứa vào dao mình vào đúng cái hôm ông hàng xóm dưới lầu 3 cằn nhằn về sự chảnh bảng của bọn trẻ trong nhà, rồi nói thêm rằng cả đàn chuột Mexico đã sổng hết ra ngoài. Một con chuột Mexico thì trông ra sao nhỉ? Miss tự hỏi. Nhưng nó không bận tâm tới chủ đề đấy lắm, vì tiếng pate đang được đổ vào bát anh chính là lời mời khôn cưỡng dụ bước chân nó đi về bếp. Chương 5. Một sáng nọ, Miss cảm thấy bàn tay Max ve vuốt sống lưng mình. Nó nghe thấy cậu bảo rằng cậu phải tới một thành phố khá xa, rằng cậu đã đổ đầy thức ăn vào bát của nó và rằng đến hôm sau cậu mới về nhà. Miss Guru thay cho câu trả lời. Nó biết là Max đi phỏng vấn xin việc. Đêm hôm trước, trong lúc ve vuốt bụng nó, cậu đã báo nó rằng cậu nhận được rất nhiều đề nghị và cậu sẽ chọn đề nghị tốt nhất. Nếu mọi việc như ý, thì Miss ạ, chúng ta sẽ sớm thuê được một căn hộ rộng rãi hơn và mày sẽ có nhiều không gian hơn để nhúc nhích chân cẳng. Mày thấy sao về chuyện đó, Miss? Mày thích có thêm không gian chứ? Miss vươn mình đáp lại. Bạn bè thật sự là cùng chia sẻ ước mơ và hy vọng. Khi Max khóa cánh cửa lại, cả căn nhà chìm trong bầu im lặng thâm thẳm, một bầu im lặng dày như màn sương mù mùa thu. Mà Miss hãy còn nhớ, một màn sương dày mà, nhìn từ trên mái nhà, nó che mất hút cả các con phố, các ngọn dẻ khi ấy trông không khác gì những hòn đảo nhấp nhô trên đại dương màu xám. Miss đến bên dưới máy sưởi, duỗi dài bốn cái chân, chọn tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại. Mỗi lần nó làm như thế, màn sương mù lại tan biến khỏi hai con ngươi và bằng hai con mắt khỏe mạnh đong đầy kỷ niệm, nó nhìn thấy rõ rành rành tất cả mọi thứ mà nó vẫn lưu giữ trong trí nhớ như một kho báu. Miss chưa từng vô chim bao giờ, nhưng nó vẫn nhớ cái cảm giác mới thích thú làm sao mỗi khi nhìn theo lũ chim ác là từ xa bay về tổ, trong mỏ lúc nào cũng cắp theo cả đống thứ nhỏ nhỏ sáng lấp lánh. Trong lòng nó cũng sao mà bồi hồi khi nhớ lại cảnh cả lũ sáo đá bay tít tận trên cao kia thành từng đàn, không biết bao nhiêu con, mà mỗi đàn lại tựa như chỉ là một cơ thể duy nhất được tạo thành từ hàng nghìn chấm nhỏ li ti sẫm màu.
và làn hơi ấm áp tỏa ra từ chiếc máy sưởi giúp tái hiện trong đôi mắt đầy kỷ niệm của nó hình ảnh sải cánh oai vệ mạnh mẽ của đàn ngỗng trời, loài chim di cư có lệ bay từ miền lạnh giá nhất về nơi phương nam ấm, báo hiệu mùa đông sắp tới. Nó đang cảm thấy dễ chịu, cực kỳ dễ chịu bên chiếc máy sưởi cùng những ký ức, thì nghe thấy có tiếng chân khe khẽ, rất khẽ nhưng cũng rất nhanh tiến lại gần, ngập ngừng dừng bước rồi lại tiến lên. Vẫn không thay đổi tư thế, nó căng hết các cơ lên, hai mắt nhắm nghiền, nó nhúc nhích đôi tai và mấy sợi râu. Cái thứ đang tiến lại gần bốc ra mùi giấy và mùi những quyển sách mở đó Max đã khám phá ra các bí mật của khoa học. Đột nhiên, bằng sự nhanh nhạy y như trong những năm tháng tươi đẹp nhất đời, Miss tung một chân về phía trước và cảm thấy một cơ thể nhỏ bé đang run rẩy dưới lớp thịt đệm ở bàn chân nó. Cái thứ đó cứ giãy giụa, hòng thoát thân. Nhưng Miss vẫn ấn chặt, cho đến khi nó hết động đậy mới thôi. Khá đấy, mì là cái thứ sinh vật quái quỷ gì thế? Nó nói bằng tiếng của mèo, chuột và những sinh vật sống trên mái nhà. Dưới chân nó, một con chuột nhắt đang cố gắng trong vô vọng hòm thoát khỏi sức nặng đang ấn chặt lên mình. Nhưng dù rất nhỏ, rất yếu ớt và mỏng manh, chuột ta lại rất láu cá. Và trước khi đáp lời, chuột ta nhanh như chớp điểm lại tất tần tật những gì mình biết về loài mèo. Chuột ta nghĩ tới mọi thứ có thể khiến mèo phát ngấy. Tôi là một con sen nên mèo ạ. Phải, tôi là một con sen trần với dung mạo đáng ghê tởm, khiến người ta muốn lột mửa. Và tôi bé tẹo, xấu xí đến mức tôi còn chẳng dám nhìn mình trong gương vì tôi thấy sợ và chán ngấy bản thân mình. Vâng, tôi xấu lắm, thậm chí còn phải nói là xấu nhất quả đất nữa cơ. Thế nên là tôi cầu xin anh đừng có mở mắt, vì á nhìn thấy một sinh vật xấu xí như ấy có thể khiến anh bị tổn thương, khiến anh ăn uống chẳng ngon miệng nữa, rồi đêm ngủ lại mơ thấy toàn ác mộng thì khổ. Sao tôi lại xấu xí đến thế cơ chứ? Một chân vẫn ấn chặt xuống, Miss giơ bên chân trước còn lại lên. Sờ nắn cái đầu, hai cái tai nhỏ xíu, sống lưng và đuôi của con chuột. Một con sinh trần có hai cái tai, mấy sợi râu và một cái đuôi á. Ta chưa từng nghĩ có một con sinh trần nào lại có thể giống với một con chuột đến vậy đấy. Mà lại còn chẳng kém phần bá hoa nữa chứ. Con chuột đã ngờ mình thế là xong. Nhưng rồi nó chợt nhớ ra, có lần từ chỗ nấp trên tủ sách, nó từng thấy cậu thanh niên Max giơ hai tay lên trời, thất vọng khi thấy đống giấy tờ cùng bút viết tung tóe trên sàn. Khi ấy, Max đã to tiếng hỏi xem ai đã leo lên bàn của cậu. Và Miss, con mèo có khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp, tới nằm duỗi ngửa ra sàn, sát bên chân Max, miệng kêu ru ru như một kiểu thú nhận không lời, khiến cậu thanh niên phải mỉm cười. Giỏi lắm Miss, bạn bè phải luôn thành thật với nhau. Sau đó, cậu vuốt ve mèo rồi đổ thêm cho mèo một phần thức ăn. Phải, chú mèo, anh đã nói đúng rồi đấy. Tôi là một con chuột và là một trong những con chuột hay ho nhất quả đất. Tôi đảm bảo đấy, dù một số con khác ăn vào ấy, thì chắc là có vị ngon hơn. Nếu tôi nói cho anh biết sự thật, toàn bộ sự thật, không giữ lại một bí mật nào, liệu tôi có thể được thưởng không? Trước khi đáp lời, Miss nhấc chân lên, thả con chuột ra. Ta biết mì là một con chuột. Còn hơn thế, ta biết mì là một con chuột sống trên nóc tủ sách. Ngày nào ta chả nghe thấy tiếng mì treo xuống, chạy qua chỗ tủ bếp, ăn móp những miếng ngũ cốc rớt xuống sàn. Mì biết ta không nhìn thấy gì, nhưng mà này, hai tai ta và mũi ta vẫn giúp ta biết được chuyện gì đang diễn ra đấy nhé. Nói ta xem, mì không sợ ta à? Có, tôi sợ lắm chú ăn mèo. Tôi vốn là một con chuột cả sợ mà. Tôi sợ run lên ấy chứ. Nhưng đói quá liều anh ạ. Tôi muốn biết chắc là anh không nhìn thấy gì, vì trên bàn bếp vẫn còn vương vài mẩu ngũ cốc trộn quả khô trông có vẻ ngon, cực kỳ ngon, tuyệt ngon. Mà tôi thì vốn có niềm đam mê bất tận với mọi thứ ngon lành. Sự thật là như thế đấy, hoàn toàn sự thật, không có gì khác ngoài sự thật. Có phần thưởng nào cho sự thành thật đó chứ? Có, nhưng trước tiên hãy nói cho ta biết trông mi thế nào.
Thế là chuột ta bắt đầu tự tả mình. Nó bảo nó có bộ lông màu nâu nhạt với một sọc trắng chạy từ cổ xuống tận dưới mông. Rồi nó bảo thêm nó có mấy sợi râu ngắn, một cái đuôi nhỏ xíu và một cái mũi hồng. Phải, anh Mèo ạ, tôi thuộc tiếp những người mà người ta gọi là một con chuột xinh đẹp, rất ưu xinh đẹp, dịu dàng và ấm áp. Tôi là con chuột đến từ Mexico và tôi sống cùng các anh em mình ở tầng dưới. Đó là cuộc đời buồn tẻ của đàn thú nuôi bị nhốt trong một chiếc lồng kính khóa kín. Nhưng một hôm, anh em tôi đã thoát ra được. Các anh em tôi quyết định đi ra đường phố sinh sống. Còn tôi quyết định lên nhà anh. Tôi chẳng có ý muốn phiền hà gì đâu. Tôi khá là khôn ngoan đấy nhé. Còn cục chuột khôn ngoan nhất mà anh có thể quen biết đấy. Tôi biết nhiều thứ lắm nhé. Biết đâu tôi sẽ có nhã hứng chia sẻ những thứ tôi biết với anh. Nếu như anh cho tôi ăn mấy mẫu ngũ cốc ngon lành kìa. Thật là quá ngon đấy chứ. Siêu siêu ngọt. Đồng ý đấy chuột. Cứ thoải mái ăn mấy mẫu ngũ cốc vụn đó đi, nhưng chỉ được dùng miệng để ăn thôi đấy. Miss bảo, và nó nghe thấy tiếng con chuột cuống cuồng lao thẳng vào bếp. Chương 6. Ngày hôm sau, trước khi Max về, Miss nghe thấy tiếng con chuột leo từ trên nóc tủ sách xuống, bò lại gần chỗ nó đang nằm kế bên máy sưởi. Hôm nay mình không nói gì à? Miss hỏi. Phải anh Mèo ạ, tôi đang giữ im lặng, tôi chỉ đứng thẳng trên hai chân sau mà ngoe ngoậy ri mép vì tôi cảm thấy buồn quá anh Mèo ạ, buồn ơi là buồn. Tôi là một con chuột buồn nhất thế gian này rồi, thật là buồn quá đi thôi, anh có muốn biết vì sao không? Có hai lý do cho nỗi buồn ấy, tôi cứ nói trước với anh vậy đấy. Ta có linh cảm là mì sẽ vẫn nói với ta dù ta chẳng hỏi gì cho mà xem. Phải anh Mèo ạ, lý do đầu tiên khiến tôi buồn ấy là việc không có lấy một cái tên. Anh thì tên Miss, cậu thanh niên nuôi anh thì tên Max. Còn cái thằng tôi đây tôi không có tên, tôi chỉ là một con chuột. Và nếu anh có oang oang nói ra cái từ đó thì hàng triệu con chuột sẽ nghĩ ngay rằng anh đang nói chuyện với chúng chứ không phải với tôi. Tôi muốn có một cái tên. Hai mắt vẫn đang nhắm nhìn, Miss biết rằng con vật gặm nhấm có cái giọng đến là chói tai này, nói đúng. Khi có vị khách nào đó tới thăm Max và lúc nhìn thấy Miss, họ liền gọi bằng cái từ Mèo, lại đây nào chú Mèo. Những lúc ấy, dù cho giọng nói của người đó có dễ nghe đến đâu thì cũng không ấm áp bằng giọng mát khi cậu gọi tên nó. Chỉ cần cậu bảo Miss là nó hiểu ngay rằng cậu đang gọi nó tới bên cậu, đồng hành cùng cậu, chia sẻ niềm vui hay khoảnh khắc im lặng cùng cậu. Mi chẳng bảo với ta, Mi là con chuột tới từ Mexico đó sao? Vậy nên, ta rất muốn gọi Mi là Max. Thế được không Max? Miss đề xuất. Tên hay quá! Max đúng là cái tên tôi hằng ước ao anh Mèo ạ. Anh đã giúp một nỗi buồn của tôi tiêu tan rồi đấy. Tôi có thể kể với anh về nỗi buồn thứ hai chứ. Miss thở dài đồng ý, và Max đang trong cơn hưng phấn vì cái tên mới tanh của mình liền thao thao bất tuyệt về mùi hương thơm ngon mê hoặc thỏa ra từ những món đồ ăn rất xa tầm với đang phảng phất trong không khí. Mì nói tẹt mục đích ra luôn được không Max? Miss hỏi. Chị tôi đang đi tới đích đây. Trong tủ bếp ấy có một lá ngũ cốc cực ngon, ngon đến phát điên ấy, ngon tuyệt của Mèo, ngon đến mê mẩn, hơn cả mê mẩn đến tê người, lại giòn tan với những loại quả mọng đỏ trong rừng. Nhưng tôi thì lại chẳng thể với tới đấy được, vì cái gói đã nằm tiếp tận sâu ở trên tủ trên cùng. Chúng có vẻ mới ngon lành làm sao. Ôi, sao mà buồn thế chứ? Max kêu ca. Miss ngắt ngang lời chuột. Nói ta nghe xem Miss, bên dưới cái máy sưởi có gì? Một ô cửa sổ, hai cái cây xanh tốt để trên bậu cửa và bên ngoài cửa kính là đường phố. Con chuột đáp. Thế là Miss bảo chuột leo lên bậu cửa sổ rồi kể cho nó nghe tất tật những gì chuột nhìn thấy ngoài phố. Max làm theo lời Mèo, rồi bắt đầu tả cho Mèo nghe về con phố trắng xóa vì tuyết rơi đêm qua. Nó kể với Mèo về mấy tổ chim ác là trên những cành cây vươn ra gần đó. Nói rằng mấy cành cây đó đã trơ trụi nhưng không lấy làm buồn vì giá lạnh đã khiến chúng đóng băng và giờ trông chúng tựa như một tác phẩm điêu khắc bằng pha lê.
Bess còn bảo rằng có một người đàn ông đang đi trên phố, để lại những vết lõm sâu trên tuyết, rằng có một thiếu phụ đang chật vật đẩy chiếc xe nôi, rằng xe đạp của các bác đưa thư nhưng đang dựa đó nghỉ ngơi trước cửa bưu điện, trông như những con vật gầy guộc lông vàng. Miss chăm chú lắng nghe và cái giọng thi thào của người bạn mới giúp nó lại thấy được một chân trời với những mái nhà tuyết phủ, làn khói tỏa lan từ các ống khói, những chiếc xe hơi chậm chậm tiến lên trên một tấm thảm trắng phau của mùa đông. Con chuột đã nhen lại trong đôi mắt vô dụng của nó một niềm hạnh phúc nó chưa từng lãng quên. Và khi chuột bảo rằng phía xa, tít xa có thể nhìn thấy hai củ hành to tướng bao lấy tòa tháp, thì Miss biết chuột đang nói về hai vòng tháp của nhà thờ Đức Bà. Trèo lên những ngọn tháp ấy là luôn là ước mơ cháy bỏng của mọi chú mèo ở Munich. Và từ trên trời bắt đầu rơi xuống những bông tuyết trông tựa những mẫu ngũ cốc, loại hảo hạng, thơm ngon nhất, ngọt ngào nhất, ngọt liếm 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 liếm, ngọt lử 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 lử. Chuột ta rút ra kết luận giữa hai tiếng thở dài. Chúng ta ra chỗ tủ bếp đi, Miss bảo. Khi đã tới nơi, nó bảo cậu bạn Max chỉ cho nó cái canh để gói ngũ cốc. Theo lời chỉ dẫn của chuột, Miss nhảy một cú, vọt lên tấm ván đỡ ngang thanh, hít hà mùi thơm từ táo, quýt và hồ đào trong giỏ hoa quả, rún cao thân mình cho đến khi hai chân trước của nó chạm được vào gói ngũ cốc và hất gói đồ ăn xuống. Nó trở xuống bằng một cú nhảy nữa, và khi đã yên vị dưới sàn, nó dùng một chân trước giữ gói ngũ cốc, thò cái chân trước còn lại vào miệng gói, rồi lôi ra cả đống ngũ cốc to tướng giòn tan. Tuyệt vời, đây đúng là xứ ngũ cốc tuyệt hảo nhất. Tôi không nghĩ trên đời lại tồn tại xứ gì ngon hơn thế này. Rất là ngon, siêu siêu ngon. Chuột đứng thẳng trên hai chân sau, nhắc đi nhắc lại, trong khi hai chân trước của nó cầm một mẩu nhai rau ráu. Miss lắng nghe tiếng chuột ăn mà thở dài. Bạn bè thật sự cũng chia sẻ với nhau cả những điều giúp cuộc sống tươi vui hơn, dẫu là nhỏ nhặt. Chương 7. Max về nhà lúc đầu giờ chiều. Miss nghe thấy tiếng chân cậu ngoài hành lang, mở cửa làm chùm chìa khóa kêu len keng khi bỏ vào khay đồ trên chiếc bàn một chân. Rồi nó nghe thấy tiếng Max thở dài trong lúc cậu tháo bỏ đôi bốt ẩm hơi tuyết. Tao đang đói chết đi được đây Miss ạ. Max vừa nói vừa tiến lại cửa bếp. Và khi thấy gói ngũ cốc rớt dưới sàn, cậu nói thêm. Xem nào, trông như có kẻ đã làm liều trong tủ bếp rồi. Tao tự hỏi có lẽ nào lại xảy ra chuyện đó, nhưng tao đang nghi ngờ một cậu bạn có lông và gương mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp. Như mọi khi, Miss Rain rừ rừ tiến lại, dụi lưng vào hai chân bạn mình. Cái việc mày đã làm rất là nguy hiểm đấy nha Miss, Max vừa nói vừa vuốt ve bụng chú mèo vừa thủ thỉ. Nhưng nếu mày thích ăn ngũ cốc, mỗi bữa tao sẽ cho mày một phần để tráng miệng nhé. Miss tự nhủ rằng, bằng cách riêng của mình, tức là không dùng lời, nó đã kể ra sự thật. Nhưng chẳng mấy chốc nó đâm buồn, vì sự thật ấy lại che giấu một trò lừa đảo mà không ai lại lừa dối bạn mình. Miss thấy con mèo mù của cậu tiến lại gần tủ sách. Đến đó, nó ngồi xuống hai chân sau, kêu meo meo, rồi ngước hai con mắt giờ đã vô dụng lên phía tủ sách. Một cuốn sách đấy hả? Sao mày lại thích một cuốn sách hả Miss? Mày có biết đọc đâu, với lại... Thay cho câu trả lời, mèo vươn thẳng thân mình đứng dậy trên hai chân sau, đặt hai chân trước lên những cuốn phía dưới thấp và bật kêu ầm ĩ, vẫn không thôi ngẩng đầu nhìn lên phía nóc tủ. Mày muốn đọc cuốn Người cuối cùng của bộ tộc Mohican à? Max nói, và Miss vẫn cứ meo meo không dứt. Max đọc hết một lượt hàng tích những cuốn xếp trên ngăn giá trên cùng. Jack London, Nanh Trắng, Mark Twain, Những cuộc phiêu lưu của Huck Finn, Selma Lagerlöf, Cuộc phiêu lưu diệu kỳ của Nils, Mission End, Chuyện dài bất tận. Và cậu càng tiến về phía mé trái tủ sách, tiếng meo meo của Miss lại càng thêm êm ái, phấn khởi.
Rồi, cậu đọc tới tít một cuốn sách to bìa màu lam. Juliet Brand, hai mặt dập dưới đáy biển. Đúng lúc ấy, Miss lại nằm ngửa ra sàn nhà, miệng rù rù dưới chân cậu bạn. Và khi Max rút quyển sách ra, cậu phải chớp mắt mới dám tin những gì mình thấy. Trong một cái tổ được làm từ đám giấy vụn, một con chuột nhỏ xíu, màu nâu nhạt, đang bịt chặt lấy hai mắt bằng đôi chân trước nhỏ xíu. Miss vừa rù rù, vừa cào cào hai chân cậu bạn. Được rồi, vậy là chúng ta có khách thăm nhà. Hồ cầm bé tí, tao cũng lấy hai tay bịt mắt lại để không ai nhìn thấy. Mày không định đánh chén cậu chuột tội nghiệp này đấy chứ? Max bảo. Nhưng rồi cậu nhớ ra ngay gói ngũ cốc trên sàn bếp. Miss à, chỗ ngũ cốc kia là cho cậu chuột này á? Max cẩn thận nhón lấy thân hình bé nhỏ đang run lẩy bẩy, đặt nó xuống nền nhà và thấy nó rút vào nắp dưới bụng con mèo. Tao mừng khi mày có một người bạn mới đấy Miss ạ. Như thế này á, mày sẽ không thấy cô đơn trong những ngày sắp tới, vì tao sẽ còn phải đi xa nhiều chuyến nữa kể từ bây giờ. Chúng ta có 3 thành viên trong ngôi nhà này, Max bảo. Rồi cậu đặt thêm một cái đĩa nhỏ xíu bên cạnh bát của Miss. Cậu đổ một phần hậu hỷ pate vị cá vào một bên, rồi thêm một phần cũng rất hậu hỷ toàn ngũ cốc vào bên còn lại. Chương 8. Mùa đông đã qua, ngày bắt đầu dài hơn. Max cũng tìm được công việc cần tìm. Ngày đầu đi làm, cậu rời nhà với vẻ rất đỗi hài lòng. Và trước khi đóng cánh cửa lại, cậu vuốt về lưng của Miss, rồi xoa xoa cái đầu nhỏ xíu của Max. Chúc tao may mắn đi chứ, hôm nay tao sẽ bắt đầu thể hiện mọi điều mình biết và mọi thứ mình có thể làm, cậu nói trước khi rời nhà. Con chuột nhỏ leo phắt lên bậu cửa sổ và từ trên đó nó kể cho anh bạn mèo những gì trông thấy. Tuyệt, cậu ấy vừa thả túi rác vào thùng rác và giờ thì đang mở khóa xe đạp, chiếc xe đẹp nhất, đúng là siêu xe. Rồi bắt đầu đạp xe, cậu ấy đạp xe mới mạnh mẽ làm sao, Max của chúng ta có khác. Max vui sướng reo lên. Miss muốn biết hôm nay bầu trời, con phố và bãi cỏ trong vườn trông như thế nào. Bầu trời sáng sủa, trong veo, không một bóng mây. Trên phố thì có rất nhiều ô tô và xe đạp, nhiều người chào hỏi nhau. Và trên bãi cỏ có nhiều bông hoa trắng nhỏ xinh như những mẫu ngũ cốc tuyệt thảo đang bắt đầu nhú lên. Chuột cũng kể với mèo rằng chồi non đã nhú lên khắp các cành dẻ. Những mầm chồi ấy chẳng mấy chốc sẽ hóa thành tán lá xanh ri. Và rằng trong tổ chim ác là có thể nhận ra cái đầu nhỏ xíu của 3 chú chim non. Rồi vài tuần nữa, lũ này sẽ dần dần lần đầu tiên dang rộng đôi cánh, chinh phục khoảng không. Từng buổi sáng trôi qua trong tĩnh lặng, Miss thì nằm dài ở vị trí yêu thích. Còn Max đứng trên bậu cửa sổ miêu tả cho bạn mèo mọi sự bên ngoài. Đến gần bữa trưa, có tiếng chân dừng bước gần cửa ra và khiến đôi bạn giật nảy mình. Chắc là Max để quên gì đó, ban đầu chúng tự nhủ. Nhưng Miss bảo đó không phải là tiếng bước chân dứt khoát và tươi vui của Max. Những bước chân này rất khác, chúng dè dặt, đầy cảnh giác. Và mối ngờ vực trong chúng càng tăng thêm khi nghe tiếng lách cách từ một chùm chìa khóa. Tôi sợ chết mất đi rồi. Đó là con chuột rất nhát chết nhất trong họ hàng nhà chuột. Tôi đã bảo cậu rồi mà. Max vừa kêu ré lên, vừa lẩn ngay vào giữa chân bạn để trốn. Có là ai thì người này cũng đang cố mở cửa. Bọn mình phải làm gì đó Max ạ. Có lần tớ nghe người ta nói về những người lẻn vào các ngôi nhà rồi mang hết đồ đạc đi. Người ta gọi đó là kẻ trộm. Miss bảo. Đúng rồi, đó là tên trộm muốn đánh cắp bọn mình. Tớ sợ chết mất đi thôi. Bọn mình thì làm được gì chứ? Hai bọn mình, một con mèo mù và một tên chuột nhát. Miss bảo thế, nhưng nó vẫn theo bạn đi ra tận chỗ cánh cửa, trong khi tiếng chìa khóa lách cách cố tra vào ổ vẫn cứ vang lên, khiến chúng cảm thấy một cái lạnh rất khác cái lạnh của mùa đông. Bọn mình phải làm gì đó, Miss kêu lên, rồi cả hai ấn
cật lực trên cánh cửa, tới tận khi Max vẫn không thôi rên rỉ rằng mình sợ chết mất đi thôi, sợ chết mất đi thôi, chạy tới bàn phòng khách, đẩy đẩy cái điều khiển tivi để nó rơi xuống đất và vẫn không ngừng bày tỏ nỗi sợ của mình. Nó lấy đà nhảy lên phím điều khiển. Đúng vào giây phút có tiếng cắt, cho thấy tên trộm đã tìm được đúng chìa khóa, thì giọng nói du dương của một phụ nữ cất lời chào những ngày đầu xuân vang vọng khắp nhà. Miss, thôi không ấn giữ cửa nữa, khi nghe tiếng bước chân vội vã rời đi, bèn cất tiếng gọi bạn. Hay lắm Miss, ý tưởng thật tuyệt, bọn mình làm được rồi. Bạn bè mà đã đoàn kết thì không ai có thể đánh bại. Chương 9. Max không bao giờ biết được rằng con mèo mù già nua cùng con chuột nhỏ xíu lông màu nâu nhạt với một sọc trắng trên lưng đã trông được nhà và đánh lừa được hắn một tên trộm. Miss và Max vẫn thường nhắc lại với nhau pha đánh liều ấy với cả niềm vui xen lẫn sự sợ hãi, và con chuột lần nào cũng nhấn mạnh màn ra tay của nó trong vụ đó. Phải, đúng chứ, Miss, bạn thân mến ạ, lúc ấy tớ rất sợ, sợ lắm đấy. Vì tớ nghĩ đã bảo cậu rồi đấy. Tớ là một cái nhát như cái, nhưng tớ cũng đã bảo cậu rằng tớ ma lanh lắm đấy, cực kỳ ma lanh. Ờ phải, con chuột ma lanh nhất họ hàng nhà chuột. Bà cứ nghĩ đến việc tên trộm kia khoáng sạch sẽ mọi ngăn tủ bếp mà xem. Ôi ôi ôi, chuyện đó hẳn là rất khủng khiếp, còn hơn cả khủng khiếp, siêu siêu khủng khiếp. Miss giờ đã quen với tính lín thoáng của bạn cùng nhà, cứ mặc kệ cho chuột kể lể hàng nghìn lẻ một phiên bản của cùng một câu chuyện. Một buổi sáng nắng lên rực rỡ, Miss tò mò muốn biết cái thang trong toilet dùng để làm gì. Miss kiên nhẫn giải thích với chuột rằng đã từ khá lâu rồi nó không còn nhớ tới cái thang đó nữa, cũng chẳng còn nghĩ đến ô cửa trập trên mái nhà có thể dễ dàng mở ra bằng cách đẩy nhẹ trên nhờ các bảnh lề được tra dầu mỡ thường xuyên. Nói thế xong, lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được rằng căn bệnh mù lòa của mình đã chấm dứt vĩnh viễn lối sống tự do đáng quý của loài mèo. Chuyện, hắn phải có ý gì đâu, nhưng tớ tự hỏi chẳng hay cậu có muốn cùng tớ làm một chuyến dạo chơi ngắn thôi, rất ngắn, cực kỳ ngắn trên mái nhà. Một chuyến dạo chơi bổ ích sẽ giúp chúng ta ăn ngon miệng hơn, con chuột nói thêm. Trước khi đáp lời, Miss hồi tưởng cảnh nó từng dễ dàng leo lên cái thang như thế nào và niềm vui trào dâng trong nó ra sao khi buồng phổi căng tràn, làn không khí trong lành, mát lạnh vào mùa đông và tươi mới vào mùa hè. Tớ không thể và cũng không nên làm thế. Tớ không biết phải bước vào chỗ nào, và dù người ta bảo rằng loài mèo dù có ngã cũng vẫn tiếp đất bằng bốn chân, thì tớ cũng không nghĩ rằng từ độ cao thế này là một việc hay ho đâu. Và rồi cậu sẽ thế nào đây? Cậu sẽ không mở được ô cửa trập để leo xuống đâu. Con chuột than thở, bảo rằng nó sẽ bất hạnh lắm, cực kỳ bất hạnh, kẻ bất hạnh nhất của loài chuột sẽ cô đơn và bị bỏ rơi trên mái nhà, và vừa đứng trên hai chân sau lải nhải, Max vừa vẫy vẫy hai chân trước với tầm mắt mù lòa của mèo. Phải, đúng thế đấy, sẽ thành chuyện kinh khủng lắm. Nhưng mà cậu rất khỏe mới dạ, mà tớ thì lại nhìn rất rõ. Tớ có hai con mắt tinh tường, cực kỳ tinh tường, đó là lửa của người vàng luôn ấy. Tớ có thể nhìn thấy những gì cậu không nhìn thấy. Nghe bạn nói, Miss cảm thấy cơ bắp mình như giãn ra. Một sức nóng kỳ lạ xâm chiếm khắp mình mẩy và đuôi nó, ngoe nguẩy vì phấn khích trước viễn cảnh cuộc phiêu lưu. Những người bạn thật sự luôn tương trợ nhau, chinh phục mọi khó khăn. Và thế là, khi leo tới bậc thang cuối cùng, chú chuột nhỏ bám chặt vào túm lông cổ mèo, báo cho mèo biết chúng đã gần lên tới ô cửa trập. Miss húc đầu lên và khí trời đem tới cho nó một niềm vui mà nó ngỡ là đã đánh mất. Miss này, kể tớ nghe xem cậu thấy gì đi. Tớ trông thấy một mái nhà to đùng, nó còn hơn cả to đùng ấy. Nó hẳn phải là một mái nhà to nhất trên đời mất. Còn mấy cái ống chạy dọc trên cao, rất rất cao. Và trên trời ấy, tớ trông thấy một con chim đang vừa sải cánh bay, vừa để lại sau nó hai vệt trắng như bông. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì hai vệt trắng ấy giống như hai vệt kem đánh, kem trắng
ngon ngọt lịm. Ồ phải đấy, chính xác luôn, là hai vịt kèm ngon tuyệt đấy, khủng khiếp ngon, cái loại kèm có trình bánh sinh nhật của má ấy. Hai người bạn cùng khám phá mái nhà. Miss nhón từng bước chân theo chỉ dẫn của Miss. Chuột vẫn đang bám chặt vào túm lông trên cổ Miss, cảnh báo mèo khi tới đoạn nối giữa các viên ngói, khi gần ra tới rìa mái và khi sắp bước xuống những mang nước phủ đầy lá khô bụi bặm. Chúng ta đang ở sát rìa mái phải không Miss? Ừ đúng, chính xác là vậy. Chúng ta đang tiến sát ra rìa và dưới kia ta thấy các túi rác. Phải lùi lại một chút mới xạ. Với loài mèo, mái nhà là một lãnh địa không có giới hạn và luôn chứa những điều bất ngờ. Vì mưa gió rồi tuyết rơi có nhiệm vụ đem đến và cuốn đi bao mùi hương mới mẻ huyền bí. Trên mái nhà, họ hàng nhà mèo thoải mái di chuyển, quên đi tính thận trọng thường thấy và mặc lòng biến thành loài vật hết sức oai nghiêm. Mess này, nếu tôi nhớ không nhầm thì mấy cái túi rác được để ở lối đi ra và nhìn xa xa hơn có một mái nhà nữa phải không? Phải, đúng đấy, xa hơn còn có một mái nhà nữa, rồi một mái nhà nữa và một mái nhà nữa. Cậu muốn bay không bạn tốt? Ồ có chứ, cái trò bay à, tới lúc nào chẳng muốn trở thành một chú chuột biết bay, chú chuột bay giỏi nhất thế giới. Nhưng chúng ta có cánh đâu, ồ mới buồn làm sao khi chúng ta không có cánh. Miss bảo bạn nghe thật kỹ những gì nó sắp nói. Nhìn kỹ nó từ hai hàng ria đến tận chõm đuôi và nói cho nó biết khoảng cách giữa hai mái nhà gấp mấy lần chiều dài cơ thể nó. Chuột buồn túm lông cổ mèo ra, lùi lại vài bước để nhìn rõ hơn và làm cái việc mà mèo yêu cầu. Tớ sẽ bảo là khi chập sáu anh mèo như cậu lại, sáu anh mèo to lớn và khỏe mạnh, đầu anh này dính vào đuôi anh kia thì sẽ làm được một cây cầu cho phép chúng ta đi sang mái nhà bên kia. Ôi ôi ôi, đau khổ quá, tớ chỉ nhìn thấy duy nhất mỗi một anh mèo Miss, chúng ta còn thiếu những năm anh mèo nữa. Miss, con mèo mù có khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp, thận trọng bước lên phía trước, cho tới khi hai chân trước của nó chạm tới rìa mái nhà. Nó thăm dò khoảng không, rồi lùi lại cũng chính xác bằng chừng ấy bước. Thế bây giờ thì sao hả Mess? Từ chỗ chúng ta đến rìa mái còn cách mấy lần chiều dài một con mèo? Hai lần chiều dài thân cậu biết ạ. Phải, đúng đấy, khoảng cách từ chỗ chúng ta đang đứng tới chỗ có lối đi dài gấp đôi thân cậu, không tính mấy sợi râu vẫn đang dựng đứng hết cả lên từ lúc cậu ra sát gì mãi. Lên đây anh bạn và bám cho chắc nhé. Khi con chuột nhỏ đã yên vị trên cổ mèo, chân quắp chặt lấy túm lông dưới tai mèo, Miss hào hứng ngoe ngoải đuôi để một luồng nhiệt huyết vẫn có khi xưa lướt khắp các thớ cơ và gần như bò rạp xuống. Nó tiến lại mép phân cách giữa mái nhà và khoảng không. Bằng một cử chỉ chậm rãi, nó thu cả thân mình lại trên hai chân sau, chờ đến khi khắp châu thân ngập tràn thứ năng lượng làm minh chứng cho mối liên hệ của nó với các giống mèo hoang dã, với hổ, báo, sư tử, rồi nhảy vọt lên, toàn thân thẳng căng như một mũi tên. Cú nhảy ngắn thôi, nhưng Miss cảm thấy không khí lướt qua mặt nó, vẻ thanh thoát của đôi chân trước đang sẵn sàng tiếp đất, cái khoáng đạt đến mê say khi nhận ra mình vẫn có thể nhảy được từ mái nhà này sang mái nhà khác. Và khi lại được cảm nhận dưới chân mình một mặt phẳng vững chãi, nó thấy biết ơn chú chuột nhỏ đã cho nó mượn đôi mắt. Chương 10. Miss và Max sống cùng nhau như thế suốt nhiều năm trong căn hộ ấy ở Munich. Một ngày nọ, khi lướt lên nhìn lúc đang đổ chiếc xe đạp màu vàng, một người đưa thư tin rằng là mình đã thấy một con mèo gương mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp đang ngồi sát rìa mái nhà bên cạnh thứ gì đó mà ông trông như một con vật nhỏ xíu bằng bông. Một lần khác, bà chủ tiệm hoa tulip ở chợ phiên thứ bảy, người có thói quen ngước lên nhìn trời mà thở dài thường thượt, đã giật thót mình khi thấy một con mèo có chiếc ức trắng và cái lưng đen tuyền nhảy vọt từ mái nhà này sang mái nhà bên cạnh, trên cổ đeo một món trang sức kỳ lạ màu nâu nhạt. Trong một quán cà phê ở quảng trường, một thợ cạo ống khói trong bộ đồ đen từ đầu đến chân đã nói, trong lúc treo chiếc mũ cao thành lên móc treo và gọi một cốc bia.
Các anh chị ạ, à, không biết tôi có hoa mắt không mà khi nãy trên mái một tòa nhà tôi có cảm tưởng đã nhìn thấy một con mèo có khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp và một con chuột đang cùng nhau ngắm hoàng hôn buôn. Mà nhé, điều lạ lùng nhất là con mèo dường như rất chăm chú lắng nghe lời con chuột nói. Trong khoảng thời gian chuột và mèo chia sẻ cùng nhau, dù ngắn dù dài, điều này chẳng mấy quan trọng vì cuộc đời đáng kể là ở sự say mê ta dành cho nó. Mist đã nhìn thấy được nhờ đôi mắt của bạn mình, còn Mist trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự vững chãi tỏa ra từ anh bạn lớn. Và cả hai đều sống hạnh phúc bởi chúng biết rằng những người bạn thật sự luôn chia sẻ với nhau những điều tốt đẹp nhất. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.